Rồi, ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với lại DIF ha. Và mình là Long, thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn cách để mà mua một NFT trên chợ như thế nào. Thì ok, đầu tiên chúng ta mà đã chơi game rồi thì chắc chắn là chúng ta đã không thiếu cái ví MetaMask rồi ha. Chắc chắn là ai cũng có ví MetaMask ở tại cái thời điểm này rồi. Khi mà biết tới những cái tựa game Play to Earn hiện tại. Sau đó, song song với đó thì mình nên biết được thêm hai thứ nữa. Đó là Pucoin app với lại cái PancakeSwap 10 ha. Hai cái này cũng khá là quan trọng. Ví dụ nó dùng để làm gì ha? Thì ở đây mọi người vào cái ở đây thì Long dùng cái Pucoin này nhiều hơn, Long quen tay với lại Long quen cái thao tác ở trên đây rồi. Còn cái PancakeSwap này mọi người có thể thông qua YouTube để mọi người có thể tìm hiểu hơn nếu như mà mọi người muốn dùng cái này ha. Còn Long thì Long dùng cái thằng Pucoin này nó quen luôn ha. Thế là Long sẽ không có dùng cái thằng kia. Nhưng mà đây sẽ là hai cái trang để mà mọi người có thể đổi từ cái đồng USD sang cái đồng MET ha. Đó, thì mình search MET để mà mình mọi người để ý ha, mình để ý cái hình ảnh của cái token ở đây nha. Có nhiều cái đồng kiểu nó khác loại ấy, thì không được nha. Rồi ok, MET ở đây. Rồi ok, thì mình search vào và chúng ta thấy gì ở đây ha. Chúng ta sẽ có được cái giá của cái đồng tiền này. Thì bây giờ nếu như mà mọi người đã có cái ví MetaMask rồi và trong ví MetaMask của chúng ta có tiền rồi á, thì mình sẽ bấm vô cái mục ở đây mọi người, nó có một chay nè, đó, mình sẽ bấm vô một chay này và mình đổi cái này thành BUSD ha. Đó, kiểu như vậy. Sau đó mình nhập cái số lượng mà mình muốn mua cái token vào và chỉ cần mình bấm swap thôi. Thì lúc đó mình sẽ bóc nó sẽ hiện ra một cái lệnh confirm gọi là cái lệnh xác nhận. Rồi sau đó cái đó là cái lệnh xác nhận mọi người sẽ giao dịch cái token này ha. Rồi sau đó thì mới tiếp một cái lệnh xác nhận nữa cho cái việc swap từ BUSD sang token của MET. Đó. Và sau khi mà xong các cái bước swap từ đô sang cái token rồi ấy, thì lúc này trong ví MetaMask của chúng ta sẽ có một cái lượng token nhất định. Thì mọi người mua bao nhiêu thì nó sẽ có bao nhiêu ha. Ở đây thì Long đang có cho mình là 186 đồng. Rồi ok, đó là cũng đủ để mà mình có thể tiếp cận với một con NFT trên chợ thời điểm hiện tại rồi. Thì sau khi mà đã có được cái token trong ví rồi ha, thì mình sẽ lên MyMaster World mọi người ha. Rồi ok nè, mình lên trang chủ luôn. Rồi mình bấm vô Marketplace nè. Ok. Rồi ở cái phần Marketplace này á, mình sẽ bấm vô cái phần ví dụ như mọi người muốn mua tôn sách hay là tôn quyền hay muốn mua bất kỳ con gì đó thì chúng ta có thể search ở đây ha. Ví dụ như Long hiện tại đi, Long sẽ demo và Long à không, mình sẽ connect ví vô trước mọi người ha. Đây, ở trên này nó có một cái mục connect wallet ha, mình sẽ bấm vô connect đó. Và chúng ta connect vào. Ok ha, check kỹ coi, đúng ví chưa? Ok. Rồi, đúng ví rồi thì bây giờ chúng ta sẽ như Long thì Long muốn mua con tôn quyền cho nên là Long sẽ search cái phần sinh quan này. Như những cái video trước mà Long cũng đã có nói về cái vấn đề chọn NFT rồi thì mọi người có thể coi lại để mà lựa chọn một cách hợp lý ha. Long thì Long sẽ chỉnh nó lên cái cây này lên 85 và bắt đầu tìm. Thì để coi. Ok. Rồi, con này 162 ạ. 85 86 86 84. Rồi ok, sau một cái khoảng thời gian ngắn lựa tướng thì Long đã lựa cho mình được con tôn quyền này và Long sẽ bấm vô mục buy now. Ok ha. Buy now. Thì sau khi nhấc cái nút buy chúng ta sẽ cần phải confirm một cái lượng phí nho nhỏ cho cái việc cho biết tức là cho cái mạng Binance Maxen thôi chứ cũng không phải là phí của bên chợ đâu mọi người, của bên game đâu. Rồi ok, Long confirm ha, lần đầu ha mọi người. Mình sẽ cần phải xác nhận hai lần lần. Thì phải, Long nhớ không lầm là mình còn phải xác nhận hai lần lần thì nó mới xong một cái lệnh mua. Ok, à cái đây thì chỉ còn xác nhận một lần thôi mùi ha. Tiền nó trừ rồi đây nè. Ok, lúc nãy chúng ta có được rồi, lúc nãy chúng ta có 180 mấy đúng mùi ha. Thì ở đây chúng ta đang còn có 23 đồng MET thôi. Có nghĩa là nó đã xác nhận xong cái lệnh rồi. Ok. Rồi bây giờ mình bấm vô cái mục Marketplace lại một lần nữa ở đây và mình bấm vô My Account. Chúng ta coi Inventory của chúng ta có gì ha. Ok, vậy là cái con tôn quyền vừa rồi, chúng ta nó đã về túi của mình rồi ha. Ok. Và video của chúng ta hôm nay chỉ như thế thôi mọi người ha. Thì hướng dẫn cách để mọi người có thể
gọi là tiếp cận với lại cái token MET, và chúng ta có thể sử dụng cái token này để mua những NFT trên chợ bằng cách nào. Có vẻ như là chúng ta chỉ cần tốn một lần phí để mà xác nhận thôi là mua được rồi, không có cần phải hai lần. Hoặc là Long đã xác nhận những lần trước rồi thì phải, Long nhớ là lần hai lần lần. Ok mọi người, thì đây là Long, thì Long thích tôn quyền cho nên Long mua tôn quyền. Còn ngoài ra thì mọi người có thể lựa chọn cho mình rất là nhiều NFT khác ở trên chợ ha. Con nào cũng ngon cả. Vấn đề là mọi người nên coi lại cái clip mà cách chọn NFT của Long á, thì mọi người sẽ có cho mình được cái sự lựa chọn nó hoàn hảo hơn. Ok. Rồi, hẹn mọi người ở những clip sau ha.